Next, I would like to introduce a Vietnamese song that we performed by Mindy and the Golden Melody. The song is called Image of a Person I've Been Longing For. Và kính thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị nhạc phẩm Hình ảnh người em không gặp qua phần trình diễn của Mai Phương và phụ diễn Thủy Tiên, Hoàng Anh, Lê Dung và Vicky. Xin một tràng pháo tay cho Mai Phương và The Golden Melody. Hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ.